À, chị Hồng Loan về giờ cô chú anh chị ơi. Trong với chị Thảo, với chị Son, với một vị cô gái, cô gái lớn tuổi phía ngoài là anh Hải lấy đồ của chú anh chị ơi. Hai thùng mì hậu hậu. Hai thùng mì nha các nha. Nãy mấy cái đèn xe là đèn xe cũ hôm bữa bùm về luôn. Bùm về luôn. Hồi lần này đây nút phương rồi kìa. Chạm bầm bầm cũng vừa về thì chị Hồng Loan cũng di mộ Dũng vừa bị tới nhà của chú anh chị. Có anh Hải, cũng chạy ghé ngang qua chỗ sửa xe, hồi sửa tân trang chiếc xe của cậu chú Năm để lại cho vợ chồng.
thì cũng có những cái đèn cũ anh Hải cũng mới vừa đi vừa bên trong. Thì cô chú anh chị, hai gia chồng Thành Mỹ cũng mới ra, anh Hải cũng mua 2 thùng gói 14 làm những thùng mì tôm này là món ưa chuộng của chị Hồng Loan. Ủa, có ai ngủ bao hả? Lên dĩa đâu, lên dĩa đâu, sắp sửa lên dĩa. Đi câu lại, qua lại. Đặc biệt luôn ở nhà. Cái tiền không lên dĩa đó. Không chữ đâu quá không lên dĩa. Cắt. Chữ đâu quá không lên dĩa. Trong lên dĩa luôn. Căng ống luôn. Ôi dục mà dục mà sao cái thằng này đừng để người khác coi để cho người khác coi không sạch hành với ai trời không sạch hành á không hiểu hả trời ông lên dĩa mà không hiểu hả gọi là cái dĩa quỳ thội luôn cả nhà không sập thành cho nó lên dĩa không thấy hả à? Cho có dĩa ăn vô cái mẹ không vô trong cái sọt rác luôn đó nha cho ông vô sọt rác luôn cho ông vô thùng rác luôn đi cho ông vô thùng rác luôn cho ông vô thùng rác luôn cả nhà cho ông vô thùng rác luôn nha cả nhà đốt luôn cả nhà đây là cái dĩa sẵn của ông sập thành đó cả nhà dĩa này có lâu chưa ta lâu lắm rồi cái mặt không nó cho ông vô thùng rác luôn là ngày xưa là tự làm thôi luôn hả chú Chánh ai biết đâu rồi đâu đi giảm đồ giảm đồ không nữa nó giảm không dạ trời ơi đâu quá wow.